cùng là tranh Tùng Hạc Diên Niên, nhưng bạn sẽ chọn tranh hình chữ nhật hay là bạn sẽ chọn bức tranh tròn? Và hiện tại bây giờ chúng tôi đang thực hiện hai bức tranh Tùng Hạc Diên Niên. Một bức bằng gỗ hương Lào, có là cái hình thể đó là hình chữ nhật. Và cái hình chữ nhật này thì chúng tôi làm điểm nhấn đó là cái cây tùng dáng trực, mà lại mang cái thế dáng của huynh đệ giống như hôm trước đã làm cái clip này. Trong đây thì có những cái điểm đặc biệt, ví dụ như cái gỗ hương này, chọn được cái phôi gỗ tốt thì hiện tại bây giờ nó còn đang lên tuyết. Và các cái đường nét đục ở trên bức tranh này thì cũng vẫn tuân thủ theo cái nguyên tắc là đục hoàn toàn thủ công. Một cái dáng trường như này nó có những cái khoảng trống, nó sẽ tạo nên một cái độ nghỉ khi mà chúng ta nhìn ngắm cái bức tranh. Và khi có độ nghỉ như này thì chú ý thêm vào những cái chi tiết này thì nhìn nó sẽ bổ sung, sẽ rất là hài hòa. Còn nếu như mà nhà bạn lại muốn một cái bức tranh mà nó không có những cái góc rất là nhọn hoặc là có những cái góc bo, thì có thể tham khảo thêm một cái hình thức làm đó là những cái bức tranh tròn. Và trên cái bức tranh tròn này thì chúng tôi đã cách điệu cái cây tùng này cùng là cái thế quy căn hồi đầu, nhưng mà được cái dáng nó sẽ cong nhiều hơn để bo theo cái vòng tròn này. Vẫn là 9 con chim hạc nhưng mà bố trí nó sẽ phù hợp hơn ở trong từng cái vị trí và từng cái bối cảnh. Và điểm đặc biệt ở trên cái phôi gỗ gõ đỏ này thì chúng tôi bố trí cái phần vân tự nhiên của cái vân gỗ này quay ngược trở lên để tạo thành một cái bầu trời ở trên đây. Khi mà nhìn xa, các bạn đang nhìn xa, các bạn nhìn thấy giống như là đây là cả một cái bầu trời đầy những cái vân mây đang bay lượn cùng với những con chim hạc và lẩn khuất đằng sau cái cây tùng này, nhìn sẽ rất là đẹp mắt. Bạn sẽ chọn tranh chữ nhật hay là tranh tròn?